Liên Quân Mobile, thắng bại tại kỹ năng. Xin chào tất cả các bạn đã đến với bản tin Mega News của Liên Quân Mobile vào thứ hai hàng tuần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với những diễn biến hot nhất của thị trường chuyển nhượng đấu trường danh vọng năm nay nhé. Sau một lượt đi đầy căng thẳng với những trận đấu đỉnh cao, các đội tuyển đã có những bước đi tích cực về mặt nhân sự nhằm nâng cao chất lượng đội hình cho một lượt về đầy thử thách. Chúng ta hãy cùng điểm qua những thay đổi trên thị trường chuyển nhượng trong tuần vừa qua nhé. Thời điểm thị trường chuyển nhượng mở cửa cũng là cơ hội không thể tốt hơn cho các đội tuyển thay máu cũng như các tuyển thủ mang trong mình khát khao chiến thắng đi tìm bến đỗ mới. Những cái tên như Black One, Chihiro, T-shirt sẽ là những mảnh ghép hoàn hảo trong cuộc chiếm đoạt gươm danh vọng và chiếc vé đến với AWC 2019. Đâu sẽ là bom tấn đầu tiên của đấu trường danh vọng mùa xuân 2019 trong kỳ chuyển nhượng này? Sau khi đi thật xa khiến cho Overclocker chìm vào khủng hoảng, Tintin đã trở về và sẵn sàng chiến đấu cùng Overclocker ở giai đoạn lượt về. Được biết, Tintin sẽ là mảnh ghép hoàn hảo thay thế cho ngôi sao đường giữa Chihiro tại Overclocker. Sau một tuần nhường chỗ cho giải đấu ESL và thị trường chuyển nhượng, đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2019 sẽ quay lại cùng khán giả Việt Nam với một lượt về đầy máu lửa và hấp dẫn. Chúng ta hãy cùng đến với lịch thi đấu vòng 8 đấu trường danh vọng mùa xuân năm 2019. Đấu trường danh vọng mùa xuân 2019 sẽ quay trở lại với trận mở màn là cuộc đối đầu giữa TTN và Team Flash. Box Gaming sau những vòng đấu cuối cùng đầy thăng hoa sẽ đón tiếp một Overclocker đang trên đà khủng hoảng với sự ra đi của ngôi sao đường giữa Chihiro. Liệu Box Gaming sẽ tiếp tục xây chắc ngôi nhì bảng và bám đuổi Team Flash trên bảng xếp hạng, hay Overclocker sẽ trở thành kẻ ngáng đường quỷ vương Box Gaming? Tất cả sẽ có câu trả lời vào ngày 6 tháng 4 tới đây. FaoTV đã kết thúc cuộc hành trình của mình tại vòng chung kết giải đấu ESL Clash of Nations với vị trí hạng 3 sau những trận đấu quả cảm trước các đối thủ đến từ Indonesia và Thái Lan, mặc dù đây là lần đầu tiên FaoTV bước chân ra đấu trường quốc tế. Mang trên mình màu cờ cùng niềm tự hào của Việt Nam, FaoTV đã có một cuộc hành trình đáng nhớ tại vòng chung kết ESL Clash of Nations 2019 với thành tích bất bại tại vòng loại và đạt vị trí thứ 3 chung cuộc khi để thua đại diện của nước chủ nhà Indonesia là EVOS với tỷ số 1-2. Với việc lần đầu có mặt tại một sân chơi quốc tế như vòng chung kết ESL Clash of Nations, FaoTV có thể hài lòng với giải 3 nhưng vẫn còn đó những mối lo về chiến thuật và khả năng kết thúc trận đấu mà đội tuyển này cần phải giải quyết nếu muốn tiến xa hơn tại đấu trường danh vọng và có thể là một sân chơi quốc tế khác trong tương lai. Tuần thi đấu thứ 8 của giải đấu GCS mùa xuân năm 2019 chứng kiến sức mạnh vượt trội của các đội cửa trên khi One Team và Mad Team có được chiến thắng 3-0 trước Flash Group và SNG. Đặc biệt, TSO cũng có được hai chiến thắng trước Hồng Kông Attitude và Nova Monster Seal với tỷ số tương tự. TXO có 2 trận đấu trong tuần này và cựu vương AIC đã xử lý một cách hoàn hảo. TXO vượt qua Hồng Kông Attitude đầy thuyết phục trong cả 3 ván đấu, còn Nova Manta Seal dường như chỉ có thể gây chút khó khăn trong ván đấu thứ 2 nhưng vẫn phải chịu chung một số phận tương tự trước một TXO đang có phong độ rất cao. Kết thúc tuần thi đấu thứ 8, top 4 của GCS mùa xuân 2019 đã dần được định hình. Mad Team vẫn tiếp tục duy trì vị trí đầu bảng của mình cho dù thi đấu ít hơn TXO một trận. Ngay sau đó là One Team và Nova Manta Seal lần lượt ở vị trí thứ 3 và thứ 4. One Team sẽ có một tuần đấu vô cùng khó khăn khi phải chạm trán với hai đội đang đứng đầu bảng là Mad Team và TXO. Các trận đấu tâm điểm của GCS mùa xuân 2019 sẽ được tường thuật trực tiếp trên các kênh sóng của Garena Liên Quân Mobile. Giải đấu APL Thái Lan sẽ quay trở lại vào ngày 6 và ngày 7 tháng 4 tới đây. 4 đội Buriram United, Baza Gaming, Toyota Diamond Cobra và ASQ sẽ cùng nhau tranh tài để tìm ra nhà vô địch của giải đấu APL mùa thứ 3. Chỉ còn ít ngày nữa, vòng playoff giải đấu APL Thái Lan sẽ diễn ra. Baza Gaming và Toyota Diamond Cobra tiếp tục có cuộc chạm trán với nhau. Còn EVOS W sẽ có một trận đấu vô cùng khó khăn trước Buriram United. Các trận đấu của vòng playoff giải đấu APL sẽ được chúng tôi tường thuật trực tiếp trên kênh YouTube của Garena Liên Quân Mobile và fanpage Cao Thủ Liên Quân. Vừa rồi là những tin tức cuối cùng trong bản tin Mega News của ngày hôm nay rồi. Hẹn gặp lại tất cả các bạn vào thứ hai tuần sau nhé. Bye bye! Subscribe ngay Garena Liên Quân Mobile và ấn chuông để nhận tin về quà miễn phí, tướng và trang phục mới cùng giải eSports đỉnh cao.